Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, Internet có tác động rất to lớn trong đời sống con người. Rõ ràng, kho tàng tri thức phong phú và không biên giới này giúp cho con người, trong đó có gia đình, tế bào của xã hội, thực hiện việc học tập suốt đời. Hơn thế nữa, thành tựu của khoa học công nghệ với hàng triệu tần số thông tin khác nhau phủ sóng toàn cầu và đang len lỏi đến tận giường ngủ của từng gia đình, hiện hữu thông qua hệ thống các phương tiện nghe nhìn vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên, những tác động xấu, tiêu cực của công nghệ số cũng đang bủa vây, thậm chí là thẩm thấu hàng ngày, hàng giờ vào mỗi con người mà không phải ai trong chúng ta cũng nhận biết được. Bởi các thế lực xấu đã và đang lợi dụng đường biên giới mềm Internet để tấn công vào mỗi ngôi nhà của chúng ta bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi mà chương trình Nhận diện sự thật hôm nay chúng tôi tạm gọi là sự xâm lăng văn hóa từ mỗi gia đình. Từ gia đình, các thế lực thù địch có thể tác động đến toàn xã hội. Đặc biệt là hiện nay, gia đình, tức là chúng ta nói đến một cái thế hệ trẻ, là những người có nhiều khả năng hơn trong cái việc cập nhật và các cái phương tiện kỹ thuật và những cái thông tin trên mạng. Và tôi cũng theo dõi các cái mạng, thì chúng tôi thấy rằng ấy là hiện nay những cái trang nhưng là YouTube đó, rồi là VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, RFA, đài tiếng nói Châu Á Tự Do, thì đều có những cái chủ đề liên quan đến cái gia đình. Có nhiều những cái clip mà nó phản cảm, từ đó các cháu và cũng là cái người là đối tượng và bị cái tác động tiêu cực của các cái mạng xã hội. Đấy. Và khi mà chúng ta biết rằng tế bào của xã hội phóng mà nó dần dần nó xấu đi. Đấy. Con không theo được bố mẹ, tức là không theo được cái truyền thống, thì rõ ràng là cái xã hội của chúng ta sẽ dần dần suy thoái. Thế giới nằm trên 10 ngón tay bạn. Câu nói cửa miệng của nhà tỷ phú Bill Gates đã nói lên sức mạnh khuynh đảo thế giới của nền công nghệ số suốt hàng chục năm qua. Không thể khước từ những tiện ích kỳ diệu này, nên số lượng người sử dụng thiết bị số trên thế giới ngày càng tăng chóng mặt, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu được đưa ra tại hội thảo định hướng truyền thông về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa qua, Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ mà các thế lực thù địch lợi dụng để truyền bá các sản phẩm văn hóa xấu, độc, tác động vào tâm lý, sở thích, kích thích những ham muốn vật chất thực dụng của các giá trị văn hóa ngoại lai để dần chuyển hóa, hình thành ý thức xính ngoại, xa rời văn hóa truyền thống, thậm chí là nảy sinh tư tưởng chống đối, đi ngược lại với lợi ích của đất nước. Trên kênh YouTube của Google đấy, nói riêng và trên Internet, mạng xã hội nói chung ấy, nó có một cái đặc điểm đó, là tất cả mọi người đều là tác giả ấy, và họ có quyền và họ có khả năng không, upload những cái bài của mình vào mạng mà không cần có cái sự kiểm soát nào. Đấy là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là rất là khó trong cái việc quản lý. Thứ hai nữa là những cái người chủ của các cái mạng đó, họ lấy được nhiều tiền chính là từ những các cái clip mà xấu độc. Thì như vậy là rất nhiều người đọc những cái trang của họ, mà như chúng ta biết đấy, nếu càng nhiều người đọc thì Google lại càng trả cho họ nhiều tiền. Thế cho nên là bây giờ từ cái chuyện đấy đấy, thì chúng ta thấy rằng rất nhiều kẻ vào làm cái những cái clip tung những cái thông tin xấu độc, không hẳn là họ chỉ vì cái động cơ chính trị đâu, mà chính là vì động cơ tiền bạc. Còn trái lại, xã hội của chúng ta thì vào hứng chịu những cái hậu quả của cái trang xấu độc đó.
Mới đây, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra con số khiến cho nhiều người phải giật mình, lo ngại. Đó là trong 2 năm qua, Google đã hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube. Tuy nhiên, tình trạng các clip xấu độc được đăng tải trên nền tảng này vẫn còn rất nhiều. Ước tính có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Đó là chưa kể đến hàng trăm trang mạng xã hội, báo điện tử đa phương tiện ở nước ngoài, hàng ngày, hàng giờ không chỉ công kích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà họ còn ra sức tô vẽ cái gọi là tính hợp lý của chủ nghĩa đa nguyên, thuyết hội tụ, quan niệm tự do, dân chủ, nhân quyền, được núp bóng bằng nhiều loại hình phim, ảnh, clip, sách báo, kích thích tính hiếu kỳ, tò mò, nhất là giới trẻ. Những cái luận điệu mà họ tung lên thì từ cái những cái luận điệu thô sơ đấy, dần dần đến những cái luận điệu của họ nó nham hiểm hơn. Những cái kẻ thoái hóa biến chất, những cái người tự xưng mình là những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền thì đánh phá của chúng ta trên nhiều phương diện. Thứ nhất là họ lựa chọn những cái thời điểm, tức là các cái sự kiện, các cái vụ việc, rồi những cái thời điểm về mặt lịch sử đấy, thì chúng thường tung ra đánh vào những việc đó. Và cái thứ hai nữa là họ dựa trên những cái quan điểm và dân chủ và nhân quyền một cách là sơ cứng, thô thiển của phương Tây để mà phê phán. Chẳng hạn như là cái luật an ninh mạng chẳng hạn, thì họ cho rằng như vậy là vi phạm quyền riêng tư. Cớ gì anh lại có thể là vào các cái mạng, trang mạng của cá nhân đấy. Nhưng mà chính trong các trang mạng cá nhân đấy thì chúng đưa những cái thông tin chống phá chế độ xã hội chúng ta. Đấy, hiện nay chúng ta, cái khó khăn của chúng ta trong cuộc đấu tranh này là phải đấu tranh cả về phương diện kỹ thuật, đấu tranh cả về về quan điểm chính trị, và đấu tranh trên cả cái phương diện nhận thức về cái quyền của con người như thế nào. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng những tồn tại tiêu cực của xã hội như tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, đạo đức ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên để đánh vào nhận thức, tạo ra sự mâu thuẫn về quan điểm đạo đức, lối sống, về nhận thức chính trị, xã hội giữa các thế hệ trong từng gia đình. Thực tế thời gian qua cho thấy, chỉ thông qua các mạng xã hội, các chương trình phát thanh mà nhiều gia đình không chỉ ở vùng cao, vùng sâu, mà cả đồng bằng, thành thị bị lôi kéo vào các hoạt động truyền đạo trái phép, đi theo các tà đạo, tẩy chay giá trị gia đình truyền thống, thậm chí trở thành công cụ để các thế lực thù địch giật dây, tạo nên sự bất ổn trong xã hội. Đối với đồng bào vùng sâu của chúng ta, các thế lực thù địch tập trung vào mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là họ cho là người miền xuôi đang xâm lấn rừng, đất đai, các điều kiện sinh hoạt của họ, làm cho họ khó khăn hơn, đẩy họ vào vùng sâu hơn. Rồi họ cho rằng ấy là chính sách của Việt Nam là gì, là xóa đạo. Chúng cũng len lỏi tiếp cận đồng bào của chúng ta, tiếp cận trên mạng, và thậm chí chúng tiếp cận trực tiếp nữa. Cái thứ ba nữa là chúng đưa ra cái mồi nhử là theo luật pháp và nhiều nước trên thế giới, nếu các đồng bào dân tộc ở khu vực này đấu tranh thì có thể thành lập được cái nhà nước riêng của mình. Nó kích động bà con của chúng ta để chống cái chế độ của chúng ta. Thậm chí là âm mưu của chúng là chia cắt Việt Nam và thành ra nhiều quốc gia nhỏ lẻ. Đấy là những cái âm mưu thâm độc của chúng đã triển khai từ rất lâu. Khi bàn về sự xâm lăng văn hóa vào mỗi gia đình, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đều có chung khẳng định, cuộc tiến công văn hóa của Diễn biến Hòa Bình vào từng gia đình có chi phí ít tốn kém, nhưng nó thúc đẩy tình trạng tự diễn biến theo các giá trị văn hóa ngoại lai nhanh nhất. Cho nên, đánh vào gia đình, chiến thuật tâm công của phương Đông đang được các thế lực thù địch lợi dụng triệt để. Thông qua những phương tiện nghe nhìn có ngay trong mỗi gia đình, và đặc biệt là mùi vị hấp dẫn của cái gọi là dân chủ, nhân quyền đã làm cho một số người mất phương hướng, xa rời cộng đồng, tha hóa biến chất, có người quay ra phê phán những giá trị đã làm nên phẩm giá dân tộc.
phải là những trái bom có sức công phá bằng thuốc nổ và mảnh vỡ của gang thép, nhưng những quả bom thông tin từ vệ tinh viễn thông truyền tải các chương trình phát thanh, truyền hình, các website đủ loại dưới sự điều hành của các thế lực đen tối đang len lỏi đến từng gia đình, còn có sức công phá lớn hơn rất nhiều lần. Sự xâm lăng văn hóa vào nền tảng gia đình đang diễn ra ở mọi thời gian, không gian và vô cùng phức tạp. Chúng ta phải quán triệt cái nhận thức về tư tưởng chính trị trong cả hệ thống của chúng ta. Cái điểm thứ hai rất là quan trọng, đấy là chúng ta cần phải chú ý đến cái giáo dục công dân, giáo dục đạo đức lối sống. Điểm thứ ba, các cái cơ quan truyền thông báo chí cần phải tăng cường, cần phải đẩy mạnh cái thông tin truyền thông trên cái lĩnh vực này. Chúng ta phải vạch rõ đâu là giá trị ngoại lai đang xâm nhập tiêu cực, đâu là những cái giá trị mà chúng ta cần phải học hỏi nghiên cứu, và đâu là những cái giá trị chúng ta cần phải củng cố, chúng ta cần phải bảo vệ. Và cuối cùng thì tự mỗi người phải thấy rõ được đâu là cái mặt tích cực, đâu là cái mặt tiêu cực trong những cái thông tin trên Internet, mạng điện tử liên quan đến vấn đề này, để có một cái sự lựa chọn đúng đắn, để không có những cái tình trạng như tôi nói đấy, thì chúng ta tự diễn biến mình thành những cái anh xấu. Như vậy là từng thành tố của xã hội cũng phải nâng cao nhận thức. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Không thể hoài cổ đến hủ lậu, cũng không thể vọng ngoại lố lăng. Lời giải cho bài toán hội nhập nhưng không hòa tan vẫn đang là vấn đề có tính cấp thiết cho một chiến lược văn hóa được hình thành từ sự tự ý thức trong từng thành viên ở mỗi gia đình.